Chào các bạn. Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì vợ chồng A Tú đang có mặt tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hôm trước thì tập phim hôm trước mình đã ghi cho hình cho tất cả các bạn cùng biết là mình đã có một cái ngày hành trình đi từ Nghĩa Lộ sang huyện Văn Yên để tìm nhà sàn cổ của người Thái và người Tày để về dựng làm nhà sàn ẩm thực ấy. Thì hôm nay vợ chồng mình chính thức là sang đây để chốt với gia đình để mua nhà sàn về. Và trên cái chuyến hành trình này mình ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết là hành trình đi tìm nhà sàn của vợ chồng A Tú về làm công trình tại gia đình. Đây là bản làng người Thái này các bạn này. Ở khu vực này cũng phong cảnh đẹp lắm các bạn ạ. Suối nước trong veo. Còn đi sâu vào đường trong kia rất là nhiều các cái suối. Nghe nói là hôm nọ mình sang bên này cũng có nhiều bác bảo là hôm nào phải A Tú phải sang đây xem là giúp đỡ dân bản đây. Nhiều cây cầu đi lại khó khăn vất vả lắm của xã này này. Còn rất là nhiều các cái đoạn suối nước lớn và cần đến giúp đỡ về cầu ấy các bạn ạ. Tại vì khu vực này rất là nhiều suối. Bản làng người Tày và người Thái. Đây hôm nọ mình xem cái nhà này đây các bạn này. Mình rất là thích truyền thống và mộc mạc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nên là rất thích nhà sàn cổ này. Hôm trước thì mình cũng đã lên đây quay một hôm rồi đấy. Các bạn biết rồi. Hôm nay là lần thứ hai để mà lên đây. Lên đây để chốt với gia đình đây này. Nhà này làm cũng khá là lâu rồi. Không sao đâu mà. Mình cho thợ lên trên nhà trước rồi các bạn ạ. Cột nhà sàn cổ. Nhà này là 1, 2, 3, 4, 5 gian. Hey. Này mai sau mà các bác mà lên Tây Bắc mà ghé chỗ nhà A Tú, chỗ nhà hàng A Tú sẽ được ngồi ở những cái căn nhà sàn như thế này. Mang ăn uống ngủ nghỉ. Mang đậm cái phong cách của người Thái. Mình thiên về người Thái với người Tày. Tại vì là A Tú là người Tày và vợ là người Thái. Nhưng mà ẩm thực thì phải nói là người Thái ở Nghĩa Lộ thì rất là đặc sắc. Nên là mình thiên về ẩm thực người Thái các bạn nhé. Đây là mặt nhìn ra này. Không phải đây chính ở cửa sổ mà cũng là cửa chính. Nhà này thì chưa làm nhà cửa sổ. Đằng sau cái đằng sau nhà. Ở Nghĩa Lộ ấy thì họ không làm cầu thang lên kiểu này mà làm cầu thang lên lao lên trong gian nhà này. Còn đây là còn phía này là cổ người ta mới làm vậy. Cầu thang bằng pơ mu đấy. Mà chủ có nhà. Có nhà không? Chào cô nhé. Vâng. Xà này xà dỗi. Cái này cao không phải sửa được. Căng. Hôm trước thì đến không gặp cô chỉ gặp ông thôi. Chưa chốt được, hôm nay đến chốt với gia đình có quyết định là bán chưa cô? Không. Chưa à? Quyết định bán đâu, nhưng mà bố con ấy bán thì mình không quyết định bán cái nhà này mà. À. Giao toàn quyền cho ông à? Mình không muốn bán từ trước về rồi. À. Vì mình rất tiếc cái nhà này. À thế à? Không muốn bán nữa. Tiếc à? Nghe chửi mắng mình quá ấy. Mình muốn không muốn nhà xây đâu mà. Tức là muốn ở nhà sàn đấy gì? Muốn ở nhà sàn này thôi. Con cũng thích ở nhà sàn. Thì hậu của cô Tây, cái năm cô Tây cơ. Năm trưởng mà. Tây
con Tây hay là con Thái? Tây. Tây cho nó cường, nằm búng nè. Nằm cút, nằm búng. Cân Tây. Nằm búng, Tây, Tây nằm cường. Nằm cường mà hao mai. Càng, càng giống cân Tây Lục Yên bố. Giống cân Tây Lục Yên bố. Càng giống bố. Ủa, ủa giống. Giống, giống. Giống, cháu người Tây mà. Người Tây, nhưng mà Tây Yên Bình. Nói giống Tây Lục Yên ạ. Này, Tú anh làm. Nó đi, không hiện thống hết. Có hết hơn là quá và có chuyển nhân đình dẫn cháu về khai cháu hát tự về sẻ mày áo ha sẻ mày quyết định ăn cháu rất là khổ cháu hát về khai ăn nhiều việc biết đó nọ là lụa mía đó là có không có có không ít lắm bên ra ngồi tố tê bây giờ không em ở trong gia ngồi quán hình như em lưu đây mua nhận căn nhà đây là đã làm việc xong với gia đình rồi. Biên bản viết bằng tay. Hẹn mười mấy ngày nữa nhỉ? 16 ngày nữa. 15 16 ngày nữa đến dỡ nhà các bạn ạ. Ok, anh cảm ơn em nhé. Chúc em xây nhà mới phát triển, may mắn ngày một đi lên nhé. Hôm nào mà sang cái lộ ghé ngôi nhà mình uống rượu. anh về dựng ngay cái lộ rồi. Ok, cất biên bản đi. Đây, cho các bạn xem quanh quanh ngôi nhà của gia đình một chút. Nhà này khá là rộng các bạn, hôm trước mình quay một lần rồi. Mình lấy nguyên cái nhà to này thôi các bạn ạ. Nhà bếp thì mình thiết kế kiểu khác. Mình thiết kế xây hoặc là làm hình thức khác. Đây là cái nhà ván lịa, ván liếc thì cũng chưa đẹp lắm đâu. Nhưng mà gọi là được cái bộ khung còn chắc. Đây là nhà bếp thì nhà bếp là các bác chủ nhà là giữ lại. Đây này. Đúng cái gọi là cái không gian nhà bếp của người Thái với người Tây là giống nhau này. Đấy, để giữa này này, mùa đông đến là quây quần ngồi với nhau sưởi lửa đây. Đấy, trên này có gác bếp, khi mà có thịt này. Có thịt có gì đó thì người ta sẽ treo lên gác bếp như thế này. Đấy, treo thành phên như này. Đây là bên ngoài là cái tràn ngày xưa ấy. Các cụ làm một cái tràn ra như này này để mà phơi măng này, phơi ngô, phơi thóc, phơi lúa. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ là không còn cái tràn bằng gỗ nữa mà làm bằng bê tông như thế này. Rất là tiện rửa giấy ở ngoài này luôn. Thì mai sau mình làm nhà sàn mình sẽ tái hiện lại cái đấy bằng một cái chất liệu gì đó nhưng mà nó cũng thân thuộc với như kiểu gỗ thôi. Mình chắc là mình cũng làm gỗ thôi. Để mọi người có thể ngồi ra ngoài để ngồi uống nước, ăn cơm mà kiểu là thư giãn, hút điếu thuốc ở ngoài ấy, thì có những cái bộ bàn ghế ở ngoài này nhìn ra xa, nhìn ra suối ấy. Thì cái không gian mình sẽ tái hiện lại đúng như vậy. Ổn chưa? Chuyển được chưa? Đây tổng thể của ngôi nhà đây. Đây là các cái phòng ngủ của gia đình. Từ phòng bố mẹ đến phòng các con cái là giật cấp từ trong ra ngoài các bạn nhé. Theo phong tục của người Thái là đây là bàn thờ. Còn cứ từ cách bàn thờ ra là người Thái đen ấy, là đây là ông bà này, hoặc là bố mẹ này, đến con cái này, đến cháu này, ra đến cửa kia luôn. Đó, bây giờ là chốt với gia đình rồi sẽ thỏa thuận đúng ngày đang cho thợ đánh dấu đây. Đấy. Cho thợ đánh dấu. Ngó cái nào có mảnh cà đét. Có mấy cái đấy. Đánh dấu X rồi đấy. Nào thay cho nó dễ. Chắc cũng chưa muối mọt mấy nhỉ. Yeah. Nhà này mình làm được bao nhiêu lâu rồi hả em? 10 năm. Tức là gỗ này thì lâu rồi nhưng đã có lần sửa rồi đúng không? Hơn chục năm. Cột này là cột vuông 20 của người Thái. Người Tây ở khu này cũng làm cột vuông rồi các bạn ạ. Mình là người Thái hay người Tây? Người Tây á? À, thế là đúng. Mình, anh cũng là người Tây. Thế là mua đúng nhà người Tây. Ơ sao lại Tây lại để bàn thờ trong như người Thái vậy? Thế á?
anh cứ tưởng là người Tày, những người Tày ngoài anh là bàn thờ ở đây này. À ở đây đây, ở đây. Ở cái gian chính này này. Ờ để đúng ở đây. À. À. Tày là để đây này. Tày Lục Yên, Tày Yên Bình, Tày Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đều ở đây hết. Nhưng đây là chắc là gần người Thái lai kiểu gì hay là dòng họ kiểu gì. À mẹ người Thái à? À. Đấy, người Tày nhà rộng, cứng cáp lắm. Người Tày với người Thái là kiến trúc nhà là gần giống nhau các bạn nhé. Đấy, đi quanh quanh xuống đây cho các bạn xem dưới gầm sàn các thứ đấy. Đằng sau là nhà này rất là rộng. Cột vẫn còn chắc lắm. Ngôi nhà sàn cũ của bà con ấy thì thật ra là bảo bỏ đi, nhưng mà cũng phải là đi chọn những cái nhà nào gỗ tốt và gỗ đẹp, chứ không phải là mua cái nhà mối mọt về mà tận dụng làm đâu các bạn nhé. Không thể làm được đâu. Cái nhà gỗ nó chỉ được niên hạn, nếu mà không phải gỗ tốt nó chỉ được khoảng 20 năm đổ lại thôi. Nhưng cái nhà nào mà gỗ tốt ấy thì nó được cả đời, cả mấy đời cơ. Nó còn giá trị hơn cả là cái nhà ấy, ấy, cái nhà bằng bê tông ấy. Bây giờ thì không có gỗ nữa nên là người ta bắt buộc người ta chuyển sang làm nhà bê tông là nhiều. Đây là bên cạnh, nhà này đang múc ra để mà sửa sang lại, để làm nhà mới đây này. Đây là đằng sau nhà. Đấy. Mình chỉ lấy nguyên cái nhà chính thôi, bếp không lấy. 5 gian, ngồi được khoảng 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm, 4 mâm, 5 mâm, 20 mâm ở trên nhà. Nếu mà dầm sàn này mà ngồi hết thì được nhiều lắm. Ok, vậy là chốt xong nhà sàn rồi các bạn nhé. Giờ cho các bạn về ra hội ngắm gái Thái tắm tiên một tí. Ok rồi đấy, chốt xong rồi. Hôm nào mà cập nhật tiếp tục những cái video ở trên dự án của mình sẽ quay tiếp cho các bạn biết. Đây các bạn ạ, mình về đến xã Gia Hội rồi. Hôm trước cả anh Hùng xuống đây thì không thấy cái cảnh bà con tắm tiên các bạn ạ. Hôm nay mình vào đây để vâng đi xem suối nước nóng tắm tiên của Gia Hội này, xem có khác ở bản Bon mình không. Ở đây nóng hơn đấy, nọ thấy nóng hơn một tí. Có đông người tắm không em? Có đông lắm. Buổi tối. Buổi tối về đông. Xong nhà cô. Đấy cứ chiều chiều đến là các cô, các chị, các em đến tắm rất là đông. Thanh niên. Thanh niên đông lắm. Ở đây tắm toàn không mặc quần áo thôi chứ. Thế phải bảo bảo các bà phải quay vào. Kìa kìa, các bà còn đang thay quần kìa kìa. Nhìn xa đó bạn. Kìa. Càng phết đấy nhỉ. Được cái chỗ mà tự nhiên thế này nó rất là quý hiếm các bạn ạ. Nhiều vùng cũng có rất là nhiều, à nhiều vùng không thể có những cái bãi tự nhiên như này. Bây giờ bị ấy hết rồi, bị khai thác và sử dụng hết rồi. Chào các bác nhé. Hello. Vâng, chào các bác. Khỏe. Tắm này sướng kìa. Tắm tiên à? Vâng. Phải cho các bà vào đây cùng với chứ. Xuống tắm tiên à? 30 phút nữa mới có các bà. 30 phút nữa cơ à? Vâng. Đấy, hiện tại thì anh em đang tắm rất là đông ở đây này. Ai cũng dưới này, nhưng các bà giờ này chưa đi đâu. Các bà chưa đi á? Ở đây bên này tắm. Tắm bên này toàn thấy đàn ông nhiều rồi, chưa thấy các tầm 30 phút nữa bây giờ chú. À, nước
Nước rất là ấm luôn các bạn ạ. Nước ấm lắm đấy, cả già cả trẻ chiều tối lên tắm. Bên này xem nào. Ngoài kia chưa có à? Dần. Chào bà nhá. Tắm. Vâng. Bà quay quay mặt sang bên kia hộ con với. Hay là bà mặc váy không? Không mặc gì à? Mặc quần đấy. Bà cứ cứ tắm sâu sâu thế là được đấy, quay lưng đi, quay lưng về cháu là được. Đấy, trong khi chờ đợi các cô các chị đến đây, đây là một mình cô đang tắm ở dưới này các bạn ạ. Tí nữa phải chờ đông đông đến. Dạ. À, thịt trâu, da trâu đấy, bì trâu. À, cho chú một quả nào. Cho chú xin một quả. Cái này ăn chấm muối ăn được không? Ủa nhiều thế cơ à? Quả mắc lụ rồi các bạn ạ. Ui ui ui, nhìn chua thế. Không lấy chua. Chấm thịt ăn được à? Ăn sống này được không bà? Cái này là chín được. Ừ, này dần ăn nào. Ngọt rồi. Có vị chua chua ngọt ngọt. Tình ngũ. Quả này về kho cá ngon đấy chú nhỉ? Kho cá này nộm thịt trâu. À, nộm thịt trâu. Đứng hàng đầu. Các loại. Tí nữa trèo lên xin mấy quả. Chua. Bên kia có người không? Có phụ nữ hay đàn ông? Phụ nữ à? Hai đàn ông. Người bé thôi. Người bé rồi à? Không có người to à? Đấy. Có một chị lớp 8. À, một chị lớp 8. Thế chị ở dưới bể này lớp mấy rồi? Chị này này. Chị ơi, hết lớp rồi. Bà cứ quay mặt sang bên kia nhá. Đã đấy. Thế là hàng họ cứ là hả? Đá kỳ à? Vâng. Bà hôm nào ra đây à, cô hôm nào ra đây tắm à? Vâng, cô ngồi dịch lên một tí, lưng thò lên không sao đâu. Thế quay lưng lên là được, quay lưng sang bên cháu là được mà. Thế là cứ đi làm về đến chiều chiều là bắt đầu mới ra đây. À, vâng. À, bà có váy đấy thôi. Có váy không sao đâu. Có váy cứ ngồi lên thoải mái thôi. Cứ tưởng không có váy. Thật. Ừ, chả sao đâu mà. Nhưng mà quen rồi đúng không? Cái cảnh này là từ xưa con bé đã đi tắm này rồi. Đây là cháu à hay là... Cháu. À. Thế có hôm nào có đưa ông ra đây tắm không? Không đùa. Đấy. Lâu lâu phải ra kỵ lưng cho ông tí chứ. Không đến lần nào á? Thế nhà nhà bà ở đây xa không? Cách là 2 cây thôi mà. 2 cây cơ à? À, 2 cây. Ra đây tắm thế này là hôm nào cũng tắm mà nên là da rẻ rất là đẹp nhỉ? Yeah. Tí nữa đến mới đông đúng không bà? Tí họ mới sang đông. À. Đấy, bây giờ con xin phép con sang bên kia một tí nhá, tí con mới quay lại. Sang bên này một tí hả? Đấy, khám phá tắm tiền của người Thái xã hội. Hello, có đồng chí nào cởi chuông không? Thằng nào? Mấy đồng chí này học lớp mấy rồi? Chị này lớp 8 rồi à? Thế là không tắm tiên à? Mỗi đồng chí kia tắm tiên phải không? Đấy, rất là vui luôn các bạn. Các cháu ở đây thì mới lớn thôi. Khi mà tối đến thì thanh niên chắc là mới đông đúng không? Cô thanh niên mà không ở gần đây à? Tối về mới đông à? Càng tối càng đông phải không? À. Càng tối càng đông. Đấy. Thanh niên này còn nhỏ lắm. Ấm không? Dần tắm đi.
tắm tiên đấy. Không, nó nước nó chảy mà, đây đây, nước nó chảy ra đây mà. Không, chả sao đâu. Nước đấy rất là nóng các bạn ạ. Khi mà dâng lên là nước nó sẽ tràn ra ngoài như thế kia. Đấy, tràn ra ngoài. Đây là các cháu lớp 8, lớp 9 mới lớn rồi. Còn à, đây là thiếu niên này. Bên kia là các cháu. Các cháu có moi rồi à? Bên kia là các chị, các cô. Còn bên ngoài kia là thanh niên. À đâu, các đàn ông. Có ba bể các bạn ạ. Đâu đi ra bên ngoài, ngoài này để em ngoài này để xem, chờ các cô đến một tí. À đây rồi, đây rồi, đến bây giờ đây này. Ồ, tắm xong rồi cô. À, sao lại mặc váy rồi sao lại còn mặc cả quần nữa? Hai lớp à? À. Mỗi một lần là tắm là bao nhiêu lâu hả bà? Có thì sức khỏe của mình thôi. Có say không? Có chứ. Say cơ à? Say đấy. À. Nước thì đúng sớm em nóng lắm à. Thì ạ, vâng, nóng lắm. Nước bên kia thấy nguội nguội. Bên này nóng lắm. Thì nước từ lúc nào? Đông chưa? Thanh niên choi choi nó đến đây nó tắm đông. Hôm nào cũng đông vui. Đá bóng xong tắm nhỉ? Yeah. Sướng. Hay làm mấy quả cho chú xin mấy quả về này, kho cá. Chấm thịt trâu. Chấm thịt trâu á? Chấm sữa này em. Chấm hôm nay. Cái này nướng tái mình nấu ra như kiểu chấm chùm ván chùm ván nó chè với này. À. Nấu chấm thành lòng này. Đúng rồi. À. Nấu cà chua. À. Lòng bé đỏ. Chấm. Thái ra. Chấm rau luộc này, thịt luộc này. À, thịt bò, thịt trâu á. Ừ, dạ, hay nhỉ. Cây này đừng để cho nó lên, đừng chặt đi, phí. Đẹp. Cái này là ừ, nó giống cái bonsai đấy, đẹp thế. Lấy quả vàng vàng ấy là chín rồi đấy. Đấy, bây giờ đang đến lúc cô, các cô gái bản ra rồi đấy. Đeo cả quần áo đi cùng này. Thanh niên tắm bên kia. Vâng. Một mình là không đưa các chú đi à? À. Bên kia các chị em đang là đang xấu hổ máy quay hay sao ấy? Chị em xuống. Còn bên này thì thanh niên thì đông lắm rồi này. Nghịt thế này. Công nhận tắm như này thì cái ngoài da, bệnh ngoài da chắc chắn là không có đâu. Yên tâm là vậy. Rất là sạch. Đấy, bên kia các cô bắt đầu xuống rồi đấy. Tắm tiên. Dạ. Đây các bạn ơi, vào đây để nói chuyện với các cô một chút. Đây là các cô là người Thái đây này. Toàn những cô rất là thân thiện luôn. Mình thì là người vợ người Thái Mường Lò, lên đây là người Thái ở Gia Hội nhỉ cô nhỉ? Người Thái hay là người Tày các cô? Cô là người Thái trắng. Thái trắng à? Thế là mình tắm tiên thế này là từ nguồn gốc từ xa xưa, như cái đội bé bé này các cô đã tắm rồi đúng không? Nên là cái chắc là cái bệnh ngoài da gần như là không có đâu đúng không ạ? Có chứ, sao mà không có? Cháu tưởng cái này nó trị bệnh ngoài da tốt lắm chứ? Không phải không? Thì cô thì có thấy cô đau lưng đau eo thì cô có về ngâm, thì về nhà thì thấy ngủ được thì cô về tắm thôi. À, tức là nó đỡ bệnh xương khớp.
Vâng, cảm thấy dễ chịu thì về tắm. Cảm thấy dễ chịu. Về nhà thì ngủ hay xem chương trình như vậy, hay xem lắm. Chương trình cũng hay xem mà. Khoái ngủ dễ lắm nha. Lúc đỡ các những cái. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ, bọn cháu này toàn giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi nói thật bà Trung nhá, thế mà có anh em như ở mình đây, mẹ một lách tôi nuôi 40 cháu. Vâng. Ba đứa con cháu ơi. Dạ. Mẹ. Thế là nếu mà nuôi... cháu có giúp người thế thì là cháu giúp một cháu ở trong này đi thì bố mẹ nó thì đấy mất hết rồi. Bây giờ còn còn một thằng đứa nhỏ gì kia nữa tiên gì nhỉ, tiên đấy tôi đã bảo cả con cái trường hợp con nhà thế à, con xứng này bài hồng quá à, không phải con xứng này đấy, các cô rất là tự nhiên các bạn ạ. Tại đó thì như thế này thôi, đây như thế này. Vâng, để hôm nào cháu mới lên. Cháu ơi, cái trường hợp mà như thế này cái kiểu là bố nó không chị, còn mẹ. Chị cởi áo rồi chưa xuống à? Xuống đi. Tự nhiên chưa? Đấy, rất là bình thường. Người ta ở đây thì là mọi người người ta quen như vậy rồi các bạn ạ. Quen như mà. Cứ bình tĩnh. Các chị này còn rất là trẻ này. Chị này mấy cháu rồi chị? Mấy cháu rồi? Ba cháu rồi. Cháu này cháu nhỏ quá. Hôm nào cũng đưa các cháu đi tắm này tốt đấy. Bà đã bảo em ốm em sốt em cố tình em đi rồi đi tắm. Đây. Chiều bây giờ rồi. Đấy, các cô các chị bên bên này là các thanh niên. Còn đây các cô là cô 60 tuổi rồi. Các cô này già hết rồi. Làm gì? Trẻ thế quá. Đông các em này chắc 18 19 thôi. Đúng không? Các em này này. Cô này làm gì mà 18, 19. Không, cái chị này, cái em này, mấy em này cơ mà, đấy. À, 12, 13. Mấy bà này thôi già nhất rồi chưa? Đấy, cứ tối tối này là không ai biết mặt ai cả. Nhưng mà cô nhìn... Dạ. Nhìn ra ngoài biết họ biết lúc cô rồi đấy. Nhưng mà cô mặc váy mà kín đáo mà không hở hang cái gì đâu, cô cứ yên tâm. Yên tâm là vậy. Cô đi vào trong đi. Đấy, nét văn hóa phải nói là rất là đặc sắc của người Thái ở Gia Hội các bạn. Nó vẫn là thuộc gọi là gần với cánh đồng Mường Lò, gần với khu vực Mường Lò và nét văn hóa ở đây cũng giống như vậy. Đây nó còn nghèo nữa, nếu nó giàu tí nữa thì cái chỗ này nó rộng rãi ra thì nó đỡ, đây nghèo quá. Vâng, cháu cũng mong sao là những video này động đến các nhà đầu tư thì người ta sẽ đầu tư các cái khu cho bà con tắm. Đấy, xem nào, đếm cái vũng này xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 người trong một cái. Thế á, còn động vào nhau hết này à? Ở đây là còn một chị nữa còn đang chờ trên này đây này. Quay chị kia kìa. Đấy, quay như này có thấy gì đâu, không thấy một cái gì cả, yên tâm là vậy. Đấy. Đúng rồi. Chị năm nay bao nhiêu rồi? Chắc được ba mấy thôi quá. Hơn em mấy tuổi thôi. Thấy đây là thanh niên mới lớn. Đúng rồi, đi chợ chưa, tôi thấy bà đang đi nước. Thế này tắm này các chị tắm quen này có say không? Bình thường. Bình thường á? Cháu chỉ sợ say, cháu đi tắm ở trong bản bon bị say rồi đấy. Đất là đất nóng, bản bon mới say thôi, đâu không say đâu. À, vâng ạ. Hôm nay quay tắm tiền ra hội. Trời cũng nhá nhem tối các bạn, chắc là trong nhìn trong máy quay nó hơi tối một chút. Mình sang bên này xem là có đông không. Chị cứ xuống tắm đi. Chào các cô nhá. Sang bên này một vòng. Bên này có... Ô, bên này cũng thanh niên trẻ trẻ thôi. Đấy, càng tối về thì nhất là các thanh niên... À đây, đội thanh niên ấy thôi. Đội các cháu trai thôi. Chủ yếu là bên này. Quay mày hả? Thích quay. Một bên thì thích quay, một bên sợ quay. Thế nên mấy đứa này lại sợ quay. Đấy. Đúng rồi. Cũng ngại.
Hôm nào có hộ đặc biệt nào khó khăn thì liên hệ đến với kênh các cô nhá. Có một cháu ở đó, cháu ở bố mẹ chết hết nè. Mồ côi á? Mồ côi. Bố mẹ chết hết. Bố mẹ không còn, không có nữa đâu thì có hai anh em thì một đứa anh thì đi thuê ở đâu thì được 6 năm rồi là không biết đường về nhà. Thế à? Mà cái thằng ấy nó này rõ này nhá, không biết cái gì. Thế là bà nó luôn sướng nè. Còn một trường hợp, cũng một cái trường hợp mà cháu nhà sinh viên này bố có mẹ không có đấy, bây giờ chả ở cái nhà con nữa thì còn bố mẹ trẻ chết hết rồi, sau này đến bố nuôi lại chết lốt. Bệnh ung thư cũng bị gan ung thư. Cô bảo là hôm nào cô mới đang học lớp 8 lớp 9 đi tắm thì cô vẫn mang gạo điên cho, thì cô bảo cô mới quay như hôm nào cứ liên hệ đến với kênh thì cháu giúp được thì trong tầm tay của cháu giúp được thì cháu sẽ giúp ạ. Cháu ngồi tôi nói còn biết thì chẳng biết thôi, chẳng buôn mà bên nơi là chị nó bảo là lấy chồng qua anh em không chẳng biết thì nó lấy chồng mà mỗi chị người không liên quan đến thì là sao, ráng thế là không có nguồn. Vâng. Ok nhá cô nhá, cháu về đây. Đấy, các người đẹp bắt đầu thoải mái, không ngại nữa. Việc gì phải ngại nhỉ? Yeah. Thật. Đây này. Các chị em không, không có gì phải ngại đâu chị ạ. Cô ạ. Bình thường mà toàn các người đẹp ở đây. Ôi nhưng mà tối quá không nhìn thấy gì. Đấy, đây là hình ảnh buổi bắt đầu tối, mình phải bật đèn flash lên để nói chuyện với các cô đây. Tối quá các bạn ạ. Cứ... Không. Các cô tắm như này thường thường là đến khoảng mấy giờ? Tí nữa về đó á? Ồ, dạ. Những cái này như vũng như này nước nó có chảy ra không? Đi tìm áo cho em lau trong chảy ra chảy vào chứ. Lấy bỏ quần áo nha, kéo rút ra mà trong nha. Cái này đúng như cảnh ở Mường Lò luôn các bạn ạ. Không khác gì ở Mường Lò. Đấy. Hình ảnh rất là đẹp mộc mạc của bà con ở đây. Được rồi, các cô chào cảm ơn các cô nhá. Nào có công trình có những cái gì mà bà con cần những cái hộ đặc biệt khó khăn thì cứ liên hệ đến với kênh thì A Tú sẽ trở lại đây, sẽ gặp lại các cô nhiều lần nữa. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cái thằng nó đéo được khôn nên lại gió mỗi mình. Vâng, chào chào cô nhá, chào các cô nhá, chào các chị nhá. Ok, hôm nay thì mình đã quay cho các bạn cái nét văn hóa đặc sắc của người Thái ở Gia Hội. Chào các bác nhá. Vâng, để hôm nào sáng một tí, hôm nay tối quá không nhìn thấy cái gì cả. Các bà rất là tự nhiên, các chị em rất là xinh ấy, tự nhiên lắm, nhưng mà tối quá các bạn ạ, không thể quay rõ được. Ok. Hôm nay thì mình ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết là một cái mỏ nước suối khoáng sơ khai ở Gia Hội, Văn Chấn, Yên Bái. Nét văn hóa rất đặc trưng của người Thái ở đây. Và các bạn có dịp thì hãy ghé nơi này. Đây này, bà con đến, các chị em đến càng ngày càng đông nữa này. Thì vào mùa đông này các bạn sẽ được tận mắt thấy nét văn hóa đặc sắc của người Thái này các bạn nhé. Có lẽ là video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Đây, đứa con cứ mỗi người đưa một đứa con đi cùng này.